Vâng, em Hiếu, kênh máy chế 24 giờ, xin chào anh em nhé. Tiếp tục lên video, em đang nắp ráp hơn 20 con máy phay chép khóa bằng hơi anh em nhé. Máy chạy tự động, đầu máy nâng hạ tự động bằng hơi, cải tiến mới nhất tháng 11 năm 2023. Máy thì liên tục cải tiến cho anh em để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường, cũng như đáp ứng được cái nhu cầu của anh em về vấn đề máy thông minh, cũng như là máy tiện để cho anh em có thể là hoạt động sản xuất. Thì là em liên tục cải tiến những cái dòng máy cao cấp, cũng như là dễ dàng để cho anh em có thể là vận hành sử dụng hơn. Đấy. Thì hiện tại thì em đang nắp đầu máy này. Máy thì đang nắp bít tông rồi. Hệ thống khung bệ đã lắp hoàn thiện xong hết rồi. Chỉ còn nắp motor vào nữa. Đấy, như anh em có thể thấy trên màn hình này. Đây. Nguyên cái hàng này thì em đang nắp motor vào. Thì là máy sử dụng motor của Đông Trang anh em nhé. Đấy, Đông Trang. Máy sử dụng motor của Đông Trang, một hãng cũng khá là nổi, như là chạy rất là bền. Toàn bộ đây là khung bệ của máy, máy hoàn thiện thì ở ngoài này. Có một con em nắp hoàn thiện chuẩn bị vào đóng gói gửi đi rồi. Đây. Và con này đã được đóng gói vào này, chuẩn bị ra hàng tiết kiệm đến đấy thì em sẽ gửi đi cho khách hàng. Thợ thì liên tục nắp ráp để đáp ứng được cái nhu cầu đơn hàng của anh em đặt nhé. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì hãy alo số hotline bên dưới màn hình đi, số điện thoại 0972628997. Trên em Hiếu sẽ hỗ trợ anh em về vấn đề giá cả cũng như là cách sử dụng phụ kiện linh kiện để mà sử dụng con máy phay chép khóa này nhé. Đấy, ngoài máy phay chép khóa ấy, thì xưởng cung cấp cả máy đột dập. Trong này thì anh em đang hoàn thiện máy đột dập 21 dao anh em nhé. Đây, máy đột dập 21 dao. Con này thì chuyên sử dụng cho anh em cái dòng sinh pha hệ 55W chạy, cũng như là cây nhảy, cây vĩnh cửu. Sinh pha chủ yếu làm cây vĩnh cửu. Đấy, còn hệ 55W cạnh thì làm cây nhảy. Đây là con đột dập 21 dao. Trước em đã lên video em giới thiệu cho anh em xem rồi đấy. Tí nữa là con này thì sưởng sẽ sơn màu vàng đồng cho anh em. Bây giờ thì đang là màu nguyên bản của máy chưa được sơn, thì nó là màu đen như này. Đấy. Đây là máy đột dập 21 dao anh em nhé. Ngoài máy đột dập thì có cả kim bấm ke. Đấy, hàng kim bấm ke trong xưởng cũng vẫn còn tương đối, cũng không còn nhiều. Đấy, còn vài chiếc nữa, nhưng mà em chuẩn bị lắp ráp thêm. Em cứ lấy hàng hết thì em lại lắp ráp, hết thì em lại lắp ráp. Đấy, có kim sinh pha này. Kim sinh pha cờ đi này. Bản bản 20, con này là bản 50 phân đấy. Đấy, bản kim cộng lực, kim to, như em làm rất là nhiều video về nó rồi. Đấy, và kim thoát nước. Kim thoát nước. Con này là thoát nước cửa sổ nhá. Thoát nước. Ke đều có hết. Có đi cửa sổ, cửa lùa. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo số hotline nhá. Cảm ơn anh em xem video. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Đây này. Máy đầu máy đấy.